Con nghĩ là con đã nghe thấy gì đó. Cô đã từng nghe tiếng khóc, đúng không? Ai vậy ạ? Đại quý Loren có một người vợ là Madame Canmille, có một đứa con từng sống ở Điền Trang này. Ông đại quý thì đi chinh chiến xa nhà. Bà vợ ở nhà chờ đợi mỏi mòn, cô đơn và phát điên. Bà không ưa Việt Nam, cho nên bà càng rối trí hơn. Cho đến một hôm, trong khi bà tắm cho con, bà đã dìm chết đứa nhỏ. Madame Camille ôm chặt đứa con của mình đã chết cho đến khi nó thối rữa. Và khi bà nhận ra việc làm của mình vì quá đau buồn, Madame Camille đã ôm đứa con đầm mình xuống hồ tự tử. Cô đang sợ ma đúng không? Mẹ con nói là không có ma quỷ gì hết. Có đó. Có ma đó.